Mai Hồng Nhung, VTV Network xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 21 tháng 11 năm 2014. Hồng Nhung đang có mặt tại Sở Cảnh sát quận Harris County thuộc thành phố Humble, tiểu bang Texas. Nơi đây đang diễn ra một buổi lễ mãn khóa cho 32 học viên đào tạo để trở thành phụ tá cảnh sát. Và trong đó có cô Abian Lâm, 35 tuổi, gốc Á Châu. Cô là một người nữ phụ tá đầu tiên của Sở Cảnh sát Harris County trong suốt 177 năm qua, kể từ khi Sở Cảnh sát này được thành lập. Và Hồng Nhung xin mời quý khán thính giả hãy cùng VTV theo dõi một vài hình ảnh sau đây. Thưa quý vị, bên cạnh Hồng Nhung đây là gia đình, là ba mẹ của chị Abian Lâm. Và Hồng Nhung xin chào hai bác. Hai bác có thể cho quý khán thính giả được biết cảm nghĩ của hai bác khi đến đây tham dự một buổi lễ ra trường của chị Abian Lâm không ạ? Chúng tôi rất là hãnh diện khi đến đây tham dự lễ ra trường của con chúng tôi. Dạ, tại vì cháu nó cũng, đây là ước mơ của cháu từ khi cháu còn nhỏ tới bây giờ, thì cháu đã, ngày hôm nay cháu đã đạt thành ước nguyện của cháu. Tôi cũng vậy, tôi rất là hãnh diện khi mà con tôi tốt nghiệp ở đây. Bởi vì nó là gái nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó sẽ vượt qua, nhưng mà nó vượt qua được, đó là rất mừng. Thì với mình cũng là một người Á Châu, mình qua đây thì nói ra cũng chưa làm được gì, nhưng mà cháu nó vô được cái trường này thì mình cũng rất là mừng. Chúng tôi rất là vui mừng khi mà con đã đạt thành ước nguyện của nó. Dạ. Hồng Nhung xin cảm ơn hai bác và cũng xin chúc mừng cho hai bác có được thành công của chị Ebe Lâm ngày hôm nay. Cảm ơn cô. Hồng Nhung xin chào chị. Chào Hồng Nhung. Dạ thưa chị, Hồng Nhung được biết là chị sang Mỹ cũng chưa bao lâu, thì chị có gặp khó khăn gì trong vấn đề về ngôn ngữ hay là như thế nào không thưa chị? Chị được cư ở Mỹ vào lúc năm 2008. Chị vẫn đi học, đi làm, rồi mình cứ theo ước mơ của mình. Thì cái vấn đề trở ngại của mình là về ngôn ngữ. Thì nhưng mà mỗi ngày mình vẫn cố gắng mình trau dồi ngôn ngữ để mình có thể mình hòa nhập vào cuộc sống mới của mình. Thưa chị, thì không biết là động lực nào đã thúc đẩy chị để gia nhập vào đội cảnh sát của quận Harris County ạ? Trở thành cảnh sát là cái ước mơ từ nhỏ của chị. Thì bây giờ chị đã bước đầu thực hiện được cái ước mơ đó. Thì chị sẽ cố gắng về tiếp tục cái ước mơ của mình. Thưa chị, thì chắc hẳn rằng người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại sẽ rất hãnh diện vì có một người nữ Á Châu làm trong Sở Cảnh sát của quận Harris County. Vậy chị có lời khuyên nào để giúp cho những người nào mà muốn để gia nhập vào Sở Cảnh sát này không thưa chị? Có cái là chị nói là nếu mình muốn thực hiện được vấn đề gì thì mình cứ cố gắng mình làm thì sẽ đạt được mục đích. Chị mới được vào cái chương trình huấn luyện 5 tuần của Harris County Sheriff Office.
Trước đó thì chị có vào học ở trường Houston Community College Basic for Police Training. Hồng Nhung xin chúc mừng chị và cũng xin chúc cho chị công việc được thành công hơn. Cảm ơn Hồng Nhung. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Mai Hồng Nhung tường trình từ Humble, Texas.